Nối tiếp bản tin sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra đánh giá điều kiện hoạt động và duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới tại một số trung tâm đăng kiểm. Thời gian thực hiện kiểm tra đánh giá kéo dài đến ngày 20 tháng 6 tại các trung tâm đăng kiểm. Cụ thể, tại các trung tâm đăng kiểm 9805D ở Bắc Giang, 2005D ở Thái Nguyên, đoàn kiểm tra sẽ đánh giá việc mở thêm một dây chuyền kiểm định. Tại trung tâm đăng kiểm 9303D Bình Phước, 6101D ở Bình Dương, đánh giá việc duy trì hoạt động kiểm định xe cơ giới. Các trung tâm đăng kiểm 3710D ở Nghệ An, 9906D ở Bắc Ninh, 7701S ở Bình Định, đoàn kiểm tra sẽ thực hiện đánh giá chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới. Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra nhằm kiểm tra, đánh giá, điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với các trung tâm đăng kiểm, theo quy định tại Nghị định 139-2018-NDCP, quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Thông tư 18-2019 của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định 139 và Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Thời gian đoàn thực hiện kiểm tra đánh giá từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 tại Trung tâm Đăng kiểm nhằm mở lại và duy trì hoạt động các trung tâm đăng kiểm trên cả nước. Nước, góp phần tăng năng suất kiểm định, nỗ lực phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi cục đăng kiểm Việt Nam yêu cầu có giải pháp khẩn trương xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo đúng quy định pháp luật, trình Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 7 tháng 6 năm 2023.